Mẹ Ngọc Hiền có comment rằng là cái đầu vòi lấy khó nghiêng góc 45 độ vẫn không lấy được giọt. Giọt nó toàn chảy xuống vành lọ rồi mới rớt ra bên ngoài. Nên không biết canh liều lượng ra sao để lấy cho con uống đúng luôn. Vậy thì ngày hôm nay thì Naturebay sẽ hướng dẫn thêm cho các mẹ để các mẹ có thể sử dụng D3 một cách dễ dàng cho các con. Với lọ như thế này, được thiết kế là nắp chia giọt. Và trước khi dùng thì các ba mẹ hãy lắp đều lên. Đó, sau đó thì mình sẽ nghiêng một góc 45 độ. Và trong cái khoảng thời gian chờ đợi đó thì giọt nó sẽ từ từ nghiêng ra ở phần miệng lọ. Các mẹ không nên là dốc ngược lọ như này. Nó sẽ làm cho cái phần áp suất nó đẩy vào phần miệng lọ và nó sẽ ra chậm hơn. Mà mình chỉ cần nghiêng một góc 45 độ thôi thì giọt nó sẽ ra từ từ. Sau đó thì mình sẽ nhỏ trực tiếp vào miệng cho con. Ngoài ra còn một cách nữa mà các mẹ có thể cho con dùng một cách dễ dàng. Nhỏ D3 ra đầu một cái thìa. Và nhiều mẹ thì hay sợ là nó sẽ dính hết vào thìa. Thì các mẹ có thể là lấy một chút sữa mẹ hoặc là sữa công thức. Sau đó thì các mẹ sẽ cho vào một cái đầu thìa và nhỏ hai giọt D3, nó tương ứng là 400 IU mà mình sử dụng mỗi ngày cho các con ạ. Và ngoài ra thì còn một cái phương pháp nữa, đó là các mẹ có thể nhỏ trực tiếp hai giọt D3 lên cái phần núm ti của mẹ, sau đó cho con ngậm và con bú trực tiếp. Đây là cái phương pháp lấy rất là dễ dàng, các mẹ hoàn toàn có thể áp dụng những cái phương pháp nào dễ dàng nhất cho mình để mình sử dụng cho con mỗi ngày. Chỉ cần hai giọt D3 tương đương với 400 IU là các mẹ đã sử dụng cho con D3 thuần chay organic mỗi ngày. Vì con chỉ lớn một lần, mẹ chọn D3 thuần organic. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.